Hôm qua vợ anh có hỏi và hai anh em chạy xe máy à, sao chạy được. Chiếc xe của Khoa đây. Số Việt Nam nhé. Gì? Có biển số. 6736 đấy. Khắp các nước luôn. Trông rất đơn giản. Anh có làm kênh YouTube không? Có. Đây là chủ nhân của chiếc xe. Chạy vòng quanh thế giới. Đúng rồi. Đây là Victoria đúng không? Honda nó phải sponsor nhiều lắm. Honda nó có sponsor cho anh nhiều không? Nó đâu có làm gì với anh đâu. Phải hả? Yeah. Anh với nó đâu có. Vậy là chỉ có bọn lốp hay là chỉ bọn đúng lốp? Đúng rồi, dòng yeah. Nhớt với lốp với mấy công ty linh tinh nhỏ nhỏ nữa. Vậy là nó tự contact cho anh đúng không? Cứ chạy tà tà với tối cũng không phải. Tối cũng lên ốp thì nó chạy chậm rồi.